quay vô trong mà cả nhà. Có anh làm này cả nhà, mời cả nhà một miếng kem. Chính mình thấy anh làm luôn nên bây giờ thấy là thèm á. Cái... à dạ, là cái này là cái menu nha. Là mình sẽ dạ. Kem cuộn Thái Lan được là chất gì? Có sầu riêng nữa hả? Là nếu mà mình làm một từng một vị trái cây á, là mình sẽ làm riêng ha. Dạ. Một vị là bao nhiêu anh? Cái này là 1/30 hả? Kem cuộn sầu riêng nhanh. Dạ. Tìm mà. Làm này tầm khoảng bao lâu là xong anh? Nhanh vậy hả? Là ở dưới nguyên dưới đây là vàng lạnh hả anh? Dạ. Em mà nếu mà anh ngồi đây chắc anh mát lắm anh. À, nóng không? Là lại cứ kiểu như ở trên là nửa phần ở trên là lạnh mà ở dưới là nóng vậy. Anh làm bán này làm bao lâu rồi anh? Dạ, không nhớ luôn hả? Dạ. Nhìn hấp dẫn lắm cả nhà. Đây là một phần đó anh. Dạ, anh để luôn đây. Rồi, một phần gì làm 30 hay 35 anh? 30 anh. Dạ, 30 ngàn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Quay vô trong mà cả nhà. Có anh làm
này cả nhà, mời cả nhà cùng xem. 9 giờ mình thấy anh làm luôn nên bây giờ thấy rất là thèm á. Rất là đặc trưng luôn cả nhà. Cái phần sầu riêng đó là anh lấy ra tầm khoảng một khối á, rất là thơm ngon luôn. Mời cả nhà một miếng nữa nha. Mình ăn thử nha. Nhà mình thì nãy giờ đi tham quan ở trong chợ đêm á, thì cả nhà cũng thấy rồi, là lúc nãy á gần như là đông nghẹt người luôn cả nhà. Bây giờ tầm khoảng 10:20 thì bắt đầu quá, chợ đêm nó cũng vắng hơn tí xíu thôi, nhưng mà thật sự là còn rất nhộn nhịp rồi cả nhà ơi. Đó, nhưng mà cơ bản là cái video clip của mình cũng khá dài rồi, nên chúc cả nhà mình có một cái sức khỏe thật là tốt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video giùm mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Mời cả nhà mình xem tiếp video chợ đêm Phú Quốc và tâm sự cùng Tôm Ngộ Không ở video mình để ở phần bình luận nha. Xin cảm ơn cả nhà.